hồi xưa đó đi chung có thể cho mấy cái áo thái không, mua mặc tới giờ luôn á. Tướng anh bự con rồi, áo này chẳng được. Ok chưa? Tặng anh lim cái màu cam. Má, cởi đồ mặc đây luôn rồi ta. À, ngày mới Tuấn xin mến chào đại gia đình. Chúc tất cả mọi người luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay Tuấn đang có mặt tại đây là khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương. Tuấn vừa mới qua công ty Masan, công ty Masan chuyên sản xuất nước tương. Thì bây giờ hôm nay Tuấn đem quà của anh Châu Cách Ca Đì qua cho anh Linh, anh Lim. Anh Lim bây giờ anh Lim mới nhận chiếc xe cản chạy trong này. Bây giờ Tuấn đang chạy tới đây cũng gần tới chỗ anh Lim rồi. Giờ Tuấn sẽ đem quà qua cho anh Lim nha cả nhà. Anh đang gửi định vị vị trí Zalo qua cho Tuấn đó. Giờ Tuấn đem quà qua cho anh này. Công ty này thì xe tải rồi chở rất nhiều nè, mọi người thấy không? Xe công, xe tải rồi chở vô. Mà vô mấy công ty này nó quy dữ lắm nha. Vô đây là mình phải có đồ bảo hộ rồi dây rồi tùm lum hết mới vô được, chứ không phải muốn vô là vô đâu. À, bây giờ chúng đang chờ anh Lim, anh gửi vị trí qua coi xe anh đang đậu ở đâu nha. Rồi Tuấn sẽ đem quà qua cho anh. Đây mình coi thử coi. Biết anh gửi vị trí qua chưa nữa. Quang Lim nè. Xài Zalo không đây. Rồi để cho mình coi thử coi nha. Anh em mình gặp lại nhau rồi, mừng quá. Mừng quá anh em cùng cái uống suối. Mừng quá uống nước suối à, mệt quá à. Trời Linh ra nữa rồi. Mày anh Linh ra rồi bắt đầu tiếp. Để là nói là nghe hết. Kìa, từ ngày mà ở Lạng Sơn tới giờ. Từ ngày ở Lạng Sơn tới giờ là tính ra là cũng tháng mấy rồi đó, trước Tết. Nhiều người cũng hỏi anh Lim đâu rồi, rồi Tuấn cũng không biết trả lời sao. Thôi bây giờ gặp lại Lim quay cho cả nhà coi. Bị mất tích. Anh Lim bữa nay là cũng ổn định, công việc ok. Mới chạy xe cản mà hơi cực hơn xe lạnh á, xe lưng dài. Quá cực. Thì cũng giống như đợt anh đi với em Bạc Liêu anh nhớ không? Lấy công rồi, lấy công là anh mất thời gian lắm nha. Cực lắm á. Lâu lắm, chạy lâu lâu mà lấy công mệt quá. Lấy cái biết cái nào lấy cái đó, mình biết cái đầu đưa nó đã lấy cái sau, đã lấy cái sau, đã lấy cái bảy cái bảy thì mới lấy được. Lấy rồi công nằm ở dưới cuối cùng, mấy chục cái nó đè lên sao lấy vô. Lấy công là cực lắm. Ví dụ xe công nó kêu đi đổi khác đi, giờ coi cái số công nào nằm ngoài nó cùng hãng tàu, cái nó nằm ngoài nó đổi, đọc số công của nó, đọc cái công đó cho nó ghi vô số công nó lên, nó đổi nó cái số công nó lấy rồi nó dễ. Mấy công cái công nó cấp cho mình nó nằm ở dưới qua lấy công đẹp. Thì em hôm nay qua đây với thứ nhất là thăm anh. Thứ hai cũng có một cái món quà của anh Châu Cách Ca Đì ở bên Mỹ, bên California, Florida gì đó, bên Mỹ em biết, bên tiểu bang gì đó, Cali hay là cái gì đó. Anh Châu là tài xế chạy container bên Mỹ, chạy xe Cách Ca Đì. Thì em ảnh là tên Châu nhưng mà em đặt ảnh là tên là anh Châu Cách Ca Đì, lại ảnh chạy xe Cách Ca Đì, em đặt ảnh là Châu Cách Ca Đì. Rồi em cảm ơn anh Châu đã dành tình cảm cho em nha anh Châu nha. Em hôm nay em đã chính thức là em gặp đường Tuấn và em chuẩn bị là em nhận cái món quà của anh đã gửi tặng cho em. Em xin chân thành cảm ơn những cái tình cảm tình dành chân thành cảm ơn anh, tình cảm anh đã dành cho em anh Châu nha. Hôm nay em đã nhận được anh Châu nha. Cả anh, nếu mà anh Châu có xem clip này thì em đã ghi nhận là em đã nhận được và món quà, và em cảm ơn anh Châu nhiều nha anh Châu nha. Nói chung là anh Châu là gửi cho món quà này nó rất là giá trị anh Liêm. Món quà từ nửa vòng trái đất hàng bao nhiêu ngàn cây số mới tới được tới Việt Nam, không phải đơn giản đâu. Xa xôi cách trở nhưng mà anh Châu vẫn nhớ đến tụi em. Anh Châu dành cho em những cái món quà này vô cùng quý giá anh Châu ạ. Em cảm ơn anh Châu nhiều nha anh Châu nha. Anh em mình đi trong cuộc sống thì đôi khi cũng có lúc mà vui buồn lẫn lộn, thì có gì nếu mà Tuấn có sai với anh Lim thì mong anh Lim bỏ qua không. Có nhiều khi Tuấn cũng có những cái lời nói không có đúng thì có gì anh Lim bỏ qua cho Tuấn.
ok chưa? Nay em đang mệt anh Châu ơi, người mệt mỏi lắm, thức đêm nhiều, cái mặt nó đờ đờ ngu ngu luôn à. Thiếu ngủ anh Châu, 3 đêm thức 1 3 4 giờ sáng không. Kẹt xe rồi vất vả quá, kiếm cái công được lấy cũng cả vấn đề, đường Việt Nam nó chật hẹp, nó chen lấn. Vắt ngang vắt dọc. Chen lấn chui chen giành giật vô lấy cái công đã đời. Lấy được cái công mà chất lên xe xong gài được mấy cái gù vô mà kéo ra ngoài đường là thấy khỏe đó. Khỏe khỏe nhưng mà phải đi tìm đường. Tìm khu công nghiệp. Kiếm được cái khu công nghiệp đó là mình lên định vị á, mình kiếm cái khu công nghiệp Google giờ mình hỏi chị Google, mình chỉ Google chỉ ở đâu, mình mò từ từ. Không có gì mà bằng gọi là công nghiệp mình tự tạo ra bền lâu. Mò ra được cái công ty phải lên là sắp tài. Em nghĩ là cái áo này là vừa ban nè. Đó. Áo này là vừa ban hợp lý đó, anh mặc thử luôn đi. Anh mặc thử luôn đi. Anh mặc thử luôn cho đẹp đi, cỡ áo kia ra đi. Thử coi thử vừa không? Em được cái áo trắng. Em áo trắng mũ trắng là size nhỏ. Anh là cái đó là chắc em nghĩ là vừa ban. Phi công mà. Anh là cái này là gì em không rành, tia sa mạc hả? Như phi công sao? Phi công lấy máy bay hả? Chỉ công lấy máy bay thì được nha, đừng lấy máy bay bà già được rồi. Ủa mà sao mà háo lính rồi nó lại có gầy, có cái đời này sao nó lại gầy. Cái này là món quà rất là tình cảm mà anh, vượt hàng ngàn vạn lý mới về được tới đây đó. Chứ không mà không phải đơn giản đâu nha, đi bằng đường chim bay đó. À, đẹp luôn, quá vừa luôn, quá chuẩn luôn. Anh Châu á, lựa cho anh cái áo đó là vừa ý luôn. Còn em cái áo này nhỏ hơn xíu mà vừa ý với em luôn, hợp lý luôn á. Rồi anh ngồi xuống đi, nhìn đúng hoành tráng luôn mà. Cái này mới đúng là chất đồ Mỹ nè. Cái này đâu phải multicam là khác đúng không? Multicam này nó giống multicam. Cái này giống là hình thức dây kéo với lại cái này là phi công lấy máy bay đó. Không biết nữa, cứ nói đại đi. Rồi cho cái mũ này nữa vô mới hợp lý nữa nè. Còn cái này đây là cái mũ còn lý không? Hợp lý chưa? Trắng đẹp trai quá ta. Chụp cái coi. Chụp hình cái coi, đẹp trai quá. Đẹp trai là anh là xứng đáng được có thêm 10 người yêu á. Nó rồi còn cọp trắng hay sao không? Hả? Không, mặc cái áo này nhìn thấy chất lượng cái áo đang mặc á, nhìn nó ngầu hơn á. Không thiệt, áo nhìn đẳng cấp hơn nhiều. Cái màu này nhìn đâu có đẳng cấp bằng cái này. Cái số xinh quá đẹp luôn. Tuấn cũng mua đổi cái mũ luôn nha mọi người. Mũ này chất lượng lắm. Ok chưa? Nó tám cảnh thế là cái đó thuộc quân lục chiến á, đồng bằng. Mà em không biết cái này thì nó hơi quân lục chiến đồng bằng. Đấy nè. Thì sẵn video này thì Tuấn cũng xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chúc tất cả mọi người luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hôm video trước thì Tuấn có nói cô bác anh chị em để là địa chỉ dùm cho Tuấn với. Tuấn sẽ gửi quà tặng cho cả nhà và quà phong thủy may mắn. Mọi người nhớ ship dùm cho Tuấn với, để cái địa chỉ dùm Tuấn với để Tuấn gửi. Tại vì cái mic Tuấn quay hơi xa nên Tuấn phải dùng cái mic này để nói cho nghe nó rõ cái lời nói. Rồi anh Lim mặc áo rồi có cảm nhận gì không? Có gì áo để mặc vừa anh Châu ơi. Thì em cảm ơn anh đã dành ra một món quà từ nơi phương xa anh Châu nha. Áo này nó đẹp anh Châu. Rồi anh có gì nhắn gửi đến khán giả trên YouTube của Tuấn Công Tân không? Như sáng qua cái clip này mình gửi đến khán giả, những toàn bộ khán giả theo dõi mình trên kênh, là mình ca xin chân thành cảm ơn tất cả những khán giả đã theo dõi trên kênh của Tuấn và đã coi như đã quan tâm đến mình và có những lời hỏi thăm. Thì mình không biết nói gì hơn thôi, năm mới cũng đã qua rồi, nó qua nay cũng được vài tháng rồi nhưng cũng vẫn còn dư âm của năm mới. Mình chúc tất cả mọi người đã theo dõi mình
trên kênh của Tuấn Container, mình gửi trước lời tới mọi người một lời chúc tốt đẹp, hạnh phúc, may mắn và gặp công việc thì gặp nhiều thành công, vạn sự như ý. Khi nào về có dịp về Việt Nam thì anh em mình gặp anh Châu nha. Em gửi lời chúc anh lại là vạn dặm bình an anh Châu nha. Sức khỏe mạnh khỏe, hạnh phúc và công việc gặp nhiều may mắn anh Châu nha. Rồi anh Hùng Thế Bình có coi được cái clip này thì em cũng gửi lời chúc anh Hùng, như là em đã chúc anh mấy lần trước rồi. Tết là em nhớ em chúc lên anh liền, tại vì em có số điện thoại của anh. Mà hôm nay công việc cũng bận quá, anh gọi em ống ít nghe máy, chứ em cũng nhiều khi em mệt quá là em cũng ngủ không. Em cũng ít lên Zalo hay là Facebook thì em cũng ít có lên lắm. Em coi chút xíu làm xuống. Mắc bà ông nội rớt điện thoại luôn. Thì sẵn đây em gửi lời chúc anh Hùng luôn nha. Anh Hùng mạnh khỏe vui vẻ anh Hùng á, hôm nào có vào Sài Gòn này ghé qua thăm em Út anh Hùng nha. Báo em sớm ngày hai ngày em nghỉ bữa. Qua gặp anh với anh Hùng ha. Rồi chào mọi người nha. Rồi để chờ cái sau đây có một lát nữa có anh Linh. Anh xe ra, anh đang gần tới, anh có mắc công việc chút xíu, chờ anh ra ngồi uống cà phê với anh Linh xíu rồi cho mọi người sẽ gặp lỡ anh Linh. Anh Nguyễn Duy Linh. Anh làm gì mà lâu quá, anh kêu chờ anh nè, cứ cố gắng chờ anh chứ giờ bây giờ biết làm sao bây giờ. Gần xong rồi, chắc mấy bữa nữa rảnh rồi. Anh Linh với anh Liêm bây giờ hợp tác gần gần vui chứ, chạy cản được chứ. Linh với Liêm chữ L luôn, hai tên chữ L hết. Anh mấy đó ổn định không, qua bên em chạy nè. Hả? Coi xem xét ổn định không, qua bên em chạy nè. Để xem cái thơm nó coi nó sao chứ. Em nhóm thử, em tuần thử. Xem coi nó sao chứ mới. Uống gì anh Linh, anh Linh uống gì? Vô hai ba bữa rồi, uống nghệ kìa. Uống gì? Trà gừng, trà gừng. Cho ly trà gừng nghe em ơi. Cho ly trà gừng. Cho ly trà gừng. Thử ít bữa thử không được qua bên em đây. Biết cái đường biết xá rồi chạy. Biết công ty rồi này kia là chạy thôi ha. Chạy thấy được không? Được, ok. Biết luôn. Bên này giờ lên lương rồi. Lên nhiêu rồi? 6 triệu. Anh Liêm thì anh mới mới tiếp xúc vô bên cảng nên anh hơi đang quay hả? Đang quay. Quay hay thu? Đang thu, đang thu. Thu hay. Ý anh Linh, anh Liêm thì anh mới vô cảng anh hơi cực. Thức đêm biết mình quải. Mấy này anh hơi mệt. Từ từ quen. Chứ bình thường là ngày nào anh cũng điện hết á. Từ ngày anh chạy cảng là anh hơi mệt. Ít điện rồi. Mày chờ thời gian rảnh là ngủ rồi chứ. Giờ lên lương 6 triệu. Vá bỏ thì mỗi lần vá bỏ là triệu 100. Chứ không giống là trước là để vá bỏ là từ triệu mấy. Vài bữa nữa em cũng vô một cái gọi là môi trường mới, chuẩn bị bỏ đường dài rồi. Dài bây giờ bắt ổn quá mà. Cắm biên cắm đồ bắt ổn quá chứ bình thường thì chạy được. Bình thường không cắm biên thì chạy ngon được chứ, khỏe. Chạy đường dài tính ra một tour chạy được đúng ra là một thằng chạy 2 ngày 2 đêm. Ra 1 ngày 1 đêm đúng không? Vô 1 ngày 1 đêm nữa. Anh Liêm bây giờ xe đang đậu đâu? Chút trong kia. Nãy ai chở ra đây? Ôm, mấy rác đó là sợ chở. Đây được có mấy xe ông đa trên đường, xe mình hết á. Xe mà ông đa trên đường này xe của mình hết à, với lại mấy xe công trên đường á, xe khách trên đường là xe của anh hết á. Vậy chủ xe nó có 1 chiếc 2 chiếc nhưng mà anh là nhiều chiếc, anh không thích chạy xe này mai anh nghỉ chạy xe khác. Tất cả trên đường là xe của mình đó. Xe nào mình bảy là cũng xe mình thấy không? Xe mình hết á, mình thích chạy xe này. Bữa nào mà anh đi xe khách đó, em đi theo anh trải nghiệm bữa. Mình thích chạy xe nào mình chạy, thích chạy buồn là mình chạy xe này mình chán rồi mình qua xe khác mình chạy. Thì không thích là mình vòng qua xe kia chạy xe trên đường là xe của mình đó. Sau này Liêm trà gừng có ly trà gừng luôn. Cảm ơn người đẹp anh. Đúng là gần này chứ không có là gần tự nhiên đúng không? Dạ có cả gần tự nhiên cả. Ừ, tự nhiên mới hay thì đúng rồi. Sau này anh Liêm chạy cái chạy theo
trải nghiệm quay. Áo này thấy quen quá ta. Quen không? Áo mà mấy áo Việt Nam mà giống nhau hết á. Chỉ có áo hàng si á, chỉ có hàng quen si á thấy quen thì không? Nó mới không bao giờ đụng hàng mình, nó dám tuyên bố là nó đến. Đừng lên đằng trước đi, xe khách với anh đó. Anh cho. Thì mình đâu có con người mình mà hàng si là không bao giờ đụng hàng. Mình xuất thân thì nghèo khổ lên mà mình đâu có che cái gì đâu. Ai cho nhận đó. Nhưng mà có ăn với những cái món đồ hàng si anh đố đủ có đi kiếm cái thứ hai, không bao giờ có. Giống ngày xưa đâu. Hồi xưa thầy cho mấy cái áo không? Anh Liêm á thì mấy cái áo này em nghĩ anh mặc không vừa. Áo này tướng anh bự con. Hồi xưa đó. Đi chung á thầy cho mấy cái áo Thái không? Mua mặc tới giờ luôn á. Tướng anh bự con thì áo này chẳng vừa. Cái này vừa. Thử mặc thử coi. Linh vừa mấy. Thử vừa không? Kỷ niệm anh cả. Đẹp mà. Đẹp quá. Vừa biết. Vừa tặng anh. Là hàng Mỹ phải không? Mỹ luôn á, hàng Mỹ. Ấy dạ, mà nhìn nó là nhìn nó là thấy ông vừa, nhìn thấy là có Linh vừa đó. Tặng nhân cái màu xanh cho nó tươi trẻ. Ok chưa? Tặng anh Lim cái màu cam. Má cởi cởi đồ mặc đây luôn rồi ta. Cởi đồ luôn. Cởi mặc đây luôn hả? Em là tôi chơi màu đỏ hết luôn. Em má, toàn bộ màu đỏ luôn. Thanh niên mà không đàn ông không mà sợ gì hả? Em chơi màu đỏ hết. Tặng anh em kỷ niệm cho vui nha. Dù gì anh em mình cũng tình cảm với nhau mà. Trước sau như một. Đẹp á. Anh Linh Liêm mặt hơi chật á. Hơi chật tí nhưng mà cũng được. Nhưng mà được không? Nhưng mà được không? Mà đẹp. Đẹp trai mà. Cứ mặt đi bao giờ mà thấy chật quá thì bởi vì đẹp trai luôn á. Cho Linh nhận hết. Linh mặt vừa. Linh mặt là Yvonne luôn. Ồ, quá đẹp. Linh mặt thử áo này cho vừa không Linh? Quá đẹp luôn bà con à. Linh. Quá đẹp luôn bà con. Linh. Lên. Ôi trời. Cái này anh em mặc áo này thử trao tình cảm cho nhau á. À, thử cái áo này được không? Thử coi. Thử cái áo đó được không? Tự nhiên thử cái này. Thử coi nó rộng cái nào thì thử coi nó rộng cái nào thì tao nhắm cái áo nào vừa nó tao kiếm cái. Thử coi. Cứ thử à, qua đây Tuấn cũng nhờ sẵn giới thiệu luôn với mọi người đây, anh Linh là anh bán mấy cái đồ kem đánh răng Mỹ á. Có nhiều người đặt hàng lắm, bữa mà quay video của em là nhiều người đặt lắm luôn. Có mấy người đặt à, xài tốt, ok lắm. Có ai đặt thì liên hệ cho anh Linh. Liên hệ với Linh, Linh ship cho nha, bà con. Ok luôn. Bây giờ ủng hộ Linh, cảm ơn. Cuộc áo xanh này mặc vừa ý luôn anh. Quá đẹp trai luôn. Mà vô đẹp liền hả? Có ai mua đồ anh Linh á, thì liên lạc anh Linh qua số điện thoại Nguyễn Duy Linh 0962 0962 157914, 0962 75, 0962 15 7914, 0962 15 7914. Áo Mỹ á, em cũng mặc áo si mà. Em mặc toàn đồ Mỹ không? Áo si chứ không phải đồ mới. Linh mà thử cái này Linh nè, thử cái áo thử cái chưa mặc nha, mua chưa mặc lần nào hết. Thử cái nó rộng quá nè. Thôi nó rộng quá nè, mặc không nát lắm. Anh em lâu lâu hội tụ á cả nhà. Video này thì cũng quay thực tế thôi. Chứ Tuấn cũng không biết cắt ghép hay dàn dựng hay sao hết, có sao làm vậy rồi. Cái mic Tuấn thấy nó xa quá, cầm mic để ngay miệng nói luôn cho nghe nó rõ chứ Tuấn cũng không diễn gì hết á. Rồi bây giờ anh Liêm và anh Linh sẽ đi cùng nhau vô cảng cắt lái mọi người. Để chơi. Anh Liêm đi chơi coi rớt cái gì nè, rớt cái bịch gì nè. Bây giờ anh hai anh em đi xe của anh Linh nha mọi người. Xe này là đầu gà đứt vịt nha, đầu 15 biển 73 đó. Giờ đi anh em đi là chắc Tuấn cũng về luôn. Nay anh Liêm lên Liêm nay rảnh đi trải nghiệm với anh Linh ha, trải nghiệm xe mắc phọt ha. Mắc phọt này chạy sướng lắm, sướng hơn cái xe bữa anh em mình đi đó. Xe VIP quá ha. Thơm lắm, anh Linh rất là thơm. Xe thơm mùi gì ta? Linh à, mình xin nói các bạn nha, anh Linh là một người rất là sạch sẽ.
rất sạch sẽ. Bây giờ đi đâu anh Linh? Bây giờ đi đâu đó? Theo mùa Dubai. Bây giờ anh đi đâu đó? Theo mùa Dubai hả? Nước hoa Dubai hả? Đâu kem đánh răng rồi đâu? Quay rồi đưa lên quay cho coi coi. Nước hoa hoa rồi đâu? Tới đây. Giờ đi đi cắt lái lấy con. Ừ. Đây coi hàng thử hả? Rồi coi hàng rồi coi quảng cáo rồi quay rồi lên giới thiệu rồi sản phẩm rồi chứ. Coi giờ. Bây giờ anh Liêm sẽ trải nghiệm xe mắc pho nha. Thơm quá đây hả? Rồi đẹp quá. Mình đi đây này mình để lên nha mấy mọi người. Cái chai nước hoa này là nhiêu tiền anh? Cái này thì lấy giao lưu 1 triệu chai thôi. 1 triệu thôi. 1 triệu đúng không? Rồi kem đánh răng này là nhiêu? Cứ nói đi, nói giá đi. Kem đánh răng thì giá lẻ của nó là tầm gần 150 đó, nhưng mà giao lưu anh em 52. Rồi ok. Cứ nói giá thiệt tình. Giao lưu là chính mà đây dầu cá. Dầu cá là giá nhiêu? Ông già mình là bị huyết áp mà cũng nhờ dầu cá này mà không bị tai biến á. Hay cực kỳ luôn. Là giá nhiêu anh? Này tầm giao lưu anh em thì 650. Rồi. Giá okay. Giá lẻ của nó là ok, còn gì nữa không? Thì là 8 À còn gì nữa không? Xe Mỹ. À cái này xe Mỹ hả? À. Một chai về là nhiêu tiền anh? Xe Mỹ này thì phải 350 giao lưu 350. 350. Ủa anh bán đủ thứ hết à? Ba lô anh đủ hết à? Nói chung là hàng Mỹ à. Cho hàng Mỹ. Đó thấy không anh? Nghe này nghe tay trái của anh đó. Đây, chị em nào lấy son dưỡng là vô địch lấy này. À. Son dưỡng là đi nhỏ nhưng mà có bỏ là son dưỡng môi. Son dưỡng môi. Nước hoa của anh Linh đây. À thơm quá. Dubai. Tại sao giới thiệu sao? Chúc anh mua may bán đắt nha. Cảm ơn, Dubai. Rồi anh em đi mạng xử nhí nha, rồi Tuấn đi công việc cái. Rồi chào cả nhà cái rồi đi anh em. Rồi chào mọi người á. Rồi. Rồi anh em đi vui vẻ nha. Hẹn gặp lại nha. Có quên gì anh Linh, có quên gì không? Quên gì không? Hả? Gì đâu vậy? Có quên gì không? Quên chỗ ngồi hả? Hả? Quên chỗ ngồi hả? Rồi anh em đi nha. Anh em đi một cảng anh Liêm bây giờ sẽ chạy xe mắc phọt của anh Linh đi trải nghiệm nha mọi người. Bây giờ mình xin hẹn gặp lại mọi người vào một video mới nhất. Nhớ hãy bấm đăng ký để theo dõi những tập sau nha cả nhà. Rồi xin chào cả nhà nha. Hẹn gặp lại mọi người nha.